Em An xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Vân Đà Lạt của em An nha. Thì hôm nay em An đi quay đất cho mọi người cùng xem mọi người. Đằng sau em An này, mọi người nhìn thấy view tượng Phật không ạ? Đằng sau em An. Và cái view rất là đẹp anh chị nha. Đó. Vị trí này thì rất là trung tâm anh chị. Nằm tại Quang Trung. Quang Trung, Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng anh chị nha. Với diện tích là 569 m², 18 m mặt tiền và lô góc 2 mặt tiền anh chị nha. Sẵn hơn 100 m² thổ cư. 140-150 m² thổ cư anh chị. Và từ đây mà chúng ta di chuyển ra đến trung tâm thị trấn thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 800 m thôi anh chị, rất là gần. Chúng ta di chuyển ở đây thì nó thông nhau anh chị nhá, đấy, rất là gần. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa thì em An sẽ tiến hành quay chi tiết cái mảnh đất này cho mọi người cùng xem luôn nha. Và đầu tiên thì em An xin giới thiệu một chút về cái view ở đây anh chị. Đứng ở phía này thì chúng ta có thể nhìn thấy tượng Phật cao nhất Việt Nam anh chị ạ, chùa Linh Ẩn ha. Phía trước mặt em đây là thị trấn Nam Ban và chợ Gia Lâm anh chị. Còn phía đằng kia là nhà thờ anh chị nha, những anh chị nằm theo theo Thiên Chúa giáo và Phật giáo đó. Thì chúng ta có thể đi tiện ích ở đây rất là gần anh chị. Nhà thờ, nhà chùa rất là gần, view cực kỳ đẹp. Và đầu tiên thì em An xin phép giới thiệu cái đường vô anh chị nha. Chúng ta sẽ di chuyển vô lô đất này bằng hai đường anh chị. Lô đất này thì có rất là nhiều đường để di chuyển vô anh chị nha. Đường này cũng được này anh chị. Đường này thì chúng ta di chuyển bằng đường bê tông đó. Đường này thì chúng ta di chuyển bằng đường nhựa. Còn đường này thì chúng ta cũng di chuyển bằng bê tông anh chị. Rất là nhiều vị trí để chúng ta có thể di chuyển vô đường ha. Và bây giờ thì em An sẽ đi bộ xuống cái lô đất để mọi người có thể nhìn được cái vị trí anh chị ha. Bên này bây giờ thì em An đang ở bên trên anh chị nha. Bên trên của cái lô đất này. Và bây giờ thì em An sẽ đi xuống cái vị trí nó nằm ở dưới đây tầm khoảng 50 m anh chị. Và cái vị trí mà em An lô đất mà em An muốn giới thiệu đến anh chị thì là cái vườn ngô này anh chị nha. Mặt tiền này của chúng ta thì được đến 18 m anh chị, từ cái cọc này này, từ cái cọc này kéo xuống anh chị nha. Anh chị có thể nhìn thấy view ở dưới cái xóm Quang Trung này rất là đẹp anh chị nha. Xung quanh thì dân cư hiện hữu đó. Nguyên cái vườn ngô này luôn anh chị nha. Trời hôm nay Lâm Hà rất là đẹp anh chị, mọi người có thể nhìn trời rất là trong và xanh. Cái mặt tiền này của chúng ta thì được 42 m anh chị. Mặt tiền này được 42 m nha. Một mặt được 18, một mặt được 42. Diện tích đất là 569 m². Sẵn 100 hơn 100 m² thổ cư anh chị. Em không nhớ rõ nữa, hình như là 140 hay sao ạ. Đó. Khu vực này thì chúng ta quy hoạch hoàn toàn thổ cư rồi, mọi người có thể lên thêm thổ cư anh chị nha. Đằng sau này thì chúng ta giáp với vườn cà phê nhà người ta anh chị nha. Đó, rất là đẹp. Đó, cọc mốc thì người ta nắm rõ ràng rồi. Đây, vị trí này của em An. Cái hướng mà hướng mặt tiền chính anh chị, hướng mặt tiền mà mặt tiền là 18 m thì nó là hướng Tây Nam anh chị ha. Còn hướng này là hướng Tây Bắc, hướng mặt tiền phụ là hướng Tây Bắc. Trời rất là đẹp, xung quanh rất là nhiều dân cư anh chị nha. Ở đây thì chúng ta rất gần thị trấn rồi, rất gần thị trấn Nam Ban rồi. Quang Trung nó là một trong những cái khu vực anh chị, một cái vị trí nó rất là đẹp. Nó cách trung tâm thị trấn Nam Ban tầm khoảng 200 m theo đường chim bay thôi. Còn mình đi đường vòng thì mất tầm khoảng 400-500 m anh chị ha. Nói chung là vị trí này của em An đang đứng thì nó rất là đắc địa anh chị, rất là trung tâm. Mình di chuyển đi chỗ nào cũng dễ. Gần các khu du lịch như là khu du lịch Thác Voi, chùa Linh Ẩn này. Đứng đây mình có thể nhìn thấy view anh chị ha. Khu du lịch Tám Trình, cà phê Tám Trình anh chị, rất là gần. Các điểm cà phê Mê Linh, đồ cà phê Thúy Thuận, đồ các kiểu này kia thì đi lên xíu thôi, tầm khoảng 8-9 cây. Đây,
À, cái đường này là đường đi ra anh chị ha. Nói chung là tất cả các con đường ở đây đều thông nhau hết anh chị. Đó. À, đường này đi ra thị trấn này. À, và đường bên trên này chúng ta cũng đi ra được thị trấn anh chị ha. Đường bên trên này chúng ta cũng đi ra thị trấn được. Và cái thế đất ở đây thì nó hơi triền nhẹ xuống một xíu anh chị. Nó triền nhẹ từ cái mặt tiền chính xuống mặt tiền phụ anh chị ha. Đó. Nó triền theo tay của em A này. Triền từ trên xuống như này, đó. Và cái mảnh đất này thì hai mặt tiền thì người ta đang trồng bắp không anh chị. Người ta đang trồng bắp nên là cũng chưa có xây dựng gì hết anh chị. Và anh chị có thể nhìn thấy đây. Đường điện thì rất là gọn gàng. Trước đất rất là gọn gàng anh chị ha. Đó. Điện rất là gọn gàng. Nước thì chúng ta buộc phải khoan giếng rồi anh chị ha. Chất đất thì giống như bên này thôi anh chị. Đất đỏ Ba Gian. Đất đỏ Ba Gian khá là tốt. Anh chị muốn trồng trồng cây gì cũng được anh chị ha. Đó. Đây là em đứng phía bên đối diện của mảnh đất của em đang quay anh chị ha. Đó. Một cái vị trí em thấy là khá là đắc địa, khá là trung tâm. Mà giá thì rất là mềm anh chị. Ở thời điểm hiện tại thì chủ nhà đang tha thiết nhờ em An bán cái lô đất này với giá là 1 tỷ 350 anh chị ha. 1 tỷ 350 có thương lượng anh chị. Đó. Thì từ cái vị trí mà em An đang đứng này thì chúng ta di chuyển lên đến trung tâm của thành phố Đà Lạt anh chị. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng 27 cây số ra sân bay Liên Khương, sân bay quốc tế Liên Khương tầm khoảng 20 cây anh chị ạ, 19 cây. Đó. Cái vị trí này rất là trung tâm. Rồi, ra bây giờ để cho mọi người có tầm nhìn bao quát nhất về cái lô đất này thì em An sẽ bay một đoạn flycam anh chị ha. Và với cái tầm tài chính là 1 tỷ 3 hơn một tí anh chị, 1 tỷ 3 năm chục. Và chúng ta có thể sở hữu được một cái lô đất 569 mét vuông này, gần 600 mét vuông anh chị nha. Sẵn thổ cư thì em nghĩ là giá ở thời điểm hiện tại rất là hợp lý rồi anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì lô đất này là một cái lô đất đầu tiên là nhắc đến là có hai mặt tiền này, một mặt là 18, một mặt là 42. Cái mặt 42 kia thì nó không bị trừ lộ giới anh chị ha. Còn cái mặt này thì bị trừ lộ giới này. Cái mặt nào mà mặt tiền chính thì bị trừ lộ giới, còn cái mặt tiền bên hông này là mặt tiền dân độ nên là không 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 có bị trừ lộ giới. Trên sổ em xem là không có bị trừ lộ giới anh chị nha. Đó. Mặt 42 là không trừ lộ giới, còn mặt chính là 10 mét là trừ lộ giới này. Là chúng ta đã có lô đất hai mặt tiền. Cái ưu điểm thứ hai của cái lô đất này là vị trí vô cùng đắc địa. Từ đây chúng ta di chuyển ra các trung tâm tiện ích, chợ búa, các khu du lịch, nhà thờ, nhà chùa cực kỳ gần. 500 mét anh chị. Đứng đây là chúng ta có thể nhìn thấy nhà thờ anh chị ha. Lên trên một xíu là chúng ta có thể nhìn thấy nhà thờ rồi. Và khu dân cư vô cùng an ninh yên tĩnh anh chị nha. Xung quanh đây thì dân cư rất là thân thiện, an ninh yên tĩnh. Trên này thì cũng rất là nhiều nhà nghỉ dưỡng anh chị ha. Cái chỗ này chúng ta mà xây được căn nhà homestay hoặc là xây được căn nhà mà chúng ta nghỉ dưỡng thì cực kỳ là ổn anh chị. Em thấy vị trí này rất là ok. Và cái ưu điểm tiếp theo nữa đó là cái giá anh chị. Cái giá cực kỳ mềm ở thời điểm hiện tại. Mọi người thấy em đăng lên những cái lô đất 10 mét nhân cho 50 chẳng hạn, 500 mét vuông ha. 500 mét vuông là nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ, hơn 1 tỷ một xíu rồi. Mà lô này đến 18 mét anh chị. Nó là một cái lợi thế, mặt tiền rất là rộng. Đó. Và chắc là em An xin phép kết thúc cái video của mình tại đây anh chị. Tại vì thời lượng video của em An cũng khá là dài rồi. Mong tất cả quý cô chú anh chị khi mà xem được video cảm thấy yêu thích thì có thể cho em An xin một like.
một đăng ký kênh. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Em Man sớm mà để mà theo dõi được những cái thông tin nhất mới nhất anh chị ha. Và rất mong là khi mà mọi người xem được trên kênh YouTube của Em Man á, cảm thấy mà yêu thích một trong những cái lô đất mà Em An đăng lên á, tài chính loanh quanh tầm khoảng 500, 700 đến vài tỷ anh chị ha. Mọi người thích một trong những cái lô đất đấy thì có thể liên hệ trực tiếp với Em An bằng cách là liên hệ với Em An qua số điện thoại 0798 766 777 hoặc là inbox Zalo 036 221 3737 anh chị ha. Và một lần nữa thì chúc tất cả quý cô chú anh chị có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau. Em An xin chào.